Dạ vâng, em xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Quanh Tuyến Xe Tải của em. Vâng, thì ngày hôm nay em tiến trở lại với mọi người và giới thiệu cho mọi người một cái dòng xe tải mới quý vị. Thì trước màn hình quý vị là cái dòng xe tải tự đổ hay còn gọi là xe Ben á. Thì đây là chiếc xe tải Ben chiến thắng với cái thương hiệu là Wow. Xe Ben này thì nó có cái tải trọng là 4 tấn 98 và cái kích thước thùng của nó có cái số khối là 3 khối 9. Đấy, thì đây là một trong những cái xe tải Ben nằm trong phân khúc xe dưới 5 tấn là đang được ưa chuộng nhất trên thị trường quý vị. Thì với cái tải trọng 5 tấn, dưới 5 tấn thì nó có thể đi được một số cung đường cấm tải 5 tấn như ở các thành phố Biên Hòa cũng như là các cung đường miền Tây quý vị. Và cái tổng tải trọng của nó chỉ có là 8 tấn 6 thôi, cho nên là đi được tối ưu rất là nhiều loại đường nhé. Đó. Thì ngày hôm nay em xin mời mọi người cùng với em đi chi tiết hơn về cái dòng xe Ben Wow 5 tấn này. Đấy. Thì đầu tiên chúng ta có thể thấy được đây là cái phần đầu xe này. Đó. Phần đầu xe thì được thiết kế rất là đẹp nha. Nhìn xe rất là rắn chắc, đó, mạnh mẽ. Đấy. Với cái thiết kế cabin đầu dường như là không thay đổi của các cái dòng xe tải Ben chiến thắng quý vị. Đấy. Phần đầu đây chúng ta có thể thấy được là cái thương hiệu Wow này của chiến thắng này. Đó, chữ Wow được mạ chrome rất đẹp. Logo cũng rất là đẹp này. Đấy. Phần đầu xe thì nhìn thiết kế rất là gọn gàng. Đấy. Rất là tỉ mỉ. Phần đèn thì được trang bị là đèn pha cốt xi nhan tích hợp, đèn halogen. Đó. Và phần cản thì được tích hợp thêm một cái đèn cản phía dưới này. Đó. Tổng quan thì nhìn về cái đầu xe này nhìn rất là gọn. Đấy. Mặc dù với cái tải trọng là 5 tấn nhưng mà nhìn xe rất là gọn này quý vị. Đó. Thiết kế gương hậu 2 tầng cũng rất là dễ quan sát này. Đấy, mọi người có thể thấy chưa? 2 tầng với phần gương phía dưới là được thiết trang bị là gương cầu lồi. Đấy, cho nên là cũng rất là dễ quan sát. Đó. Đến với phần hông xe thì chúng ta có thể thấy được phần cửa đây được thiết kế tay nắm cửa bằng nhựa này. Đó. Giật ra này. Đó. Cũng rất là thuận tiện quý vị. Đó. Đấy. Và cái tem thương hiệu là chiến thắng nhé. Động cơ là động cơ Euro 4. Đó. Thì lát nữa em sẽ quay về cái động cơ chi tiết hơn cho mọi người. Đây, đến cái phần hông xe chúng ta có thể thấy được phần lốp này được trang bị là lốp 7.5 16 với cái vằn la răng 16 inch. Lốp này thì là lốp có xăm nha quý vị. Đó, thì đương nhiên rồi, với cái dòng những tải dòng xe tải Ben chịu tải nặng và đi những cung đường xấu thì đây là nhóm nó phải sử dụng là lốp có xăm nha quý vị. Đấy, đến từ thương hiệu DRC này. Đấy, lốp DRC này chịu tải rất tốt và rất là bền nhé. Đấy, cầu trước thì được thiết kế là 6 tắc kê. Đấy, 6 tắc kê bom bắn nên rất là an toàn. Phan thì sử dụng là phan hơi. Đấy, phan hơi lốp kê 2. Đấy, trước sau luôn nhé, phan hơi này. Đó, phía trước chúng ta có thể thấy cái bầu hơi này, rất là an toàn. Đó, xe Ben 5 tấn sử dụng phan hơi, phan tay lốp kê. Đấy, cho nên là phan rất tốt. Đấy. Kế đến chúng ta có thể thấy được phần trước đây chúng ta có được trang bị thêm là fork và hệ thống nhíp lái thủy lực. Thì nhíp lái thủy lực thì chúng ta có thể kết hợp thêm phần fork này giúp cho phần đầu xe được đỡ bị giằng hơn, đó, êm hơn. Khi mà đi những cung đường xấu thì đương nhiên xe Ben thường xuyên đi những cung đường xấu thì nó sẽ đỡ bị rung lắc hơn nhé quý vị, ổn định cho cái xe mình hơn. Đó. Phần hông xe đây chúng ta có được đến cái phần hông xe chúng ta có thể thấy được là xe này được trang bị là hai bình ắc quy. 24V. Đấy. Và phần bầu hơi với hệ thống hơi trên xe nha quý vị. Đấy. Lốp sau cũng là lốp 7.5 16. Đấy. Cỡ lốp trước sau sử dụng trang bị là cỡ lốp bằng nhau. Đó. Lốp sau là lốp đôi và hệ thống nhíp lá 2 tầng. Đó. Đấy. Chịu tải tốt hơn. Đấy. Tải 5 tấn thì với hệ thống nhíp lá 2 tầng mà thiết kế như vậy thì sẽ rất là an toàn nhé. Và chịu tải rất tốt nhé. Đây là nhíp lá 2 tầng này. Hệ thống phanh hơi này. Và đặc biệt là phần cầu sau các bạn có thể thấy được xe tải hãng chiến thắng lắp ráp cho cái dòng xe tải Ben 5 tấn này một cái hệ cầu rất to này quý vị. Đấy. Cầu rất lớn và cái tỷ số chuyển là 6.3. Đó. Rất là thông số, rất là phải nói là rất là ấn tượng. Đấy. Hai bầu hơi cực kỳ lớn này. Đấy. Mặc dù là xe tải Ben 5 tấn nhưng mà nó có một cái thân hình rất là thon gọn nhưng mà
đặc biệt là các cái thiết kế bên trong thì rất là lớn nhé. Đó. Thì đây là phần thùng xe quý vị. Đấy. Thùng xe này có kích thước thùng là chiều dài là 2m8, chiều cao là chiều ngang là 1m8 và chiều ngang của nó, chiều cao của nó là tới 76 phân. Đương nhiên thì xe này nó có cái tổng số khối là 3 khối 9. Thì với xe tải ben 5 tấn và có số khối như vậy thì rất là phù hợp cho quý khách hàng chạy chở hàng tự đổ ấy, rất là tốt. Đấy, nhìn phần thùng này, thùng được thiết kế rất là đẹp. Đó. Rất là chắc chắn. Đó. Đây phần sau chúng ta có thể mở thiết kế bừng mở khi mà ben, cũng như là có thể mở được cái bừng này mở hạ xuống nhé. Đó. Thì đây là một trong những cái dòng xe tải ben 5 tấn mà nó có cái giá thành đang tốt nhất trên thị trường. Như vậy mọi người có quan tâm cái dòng xe này có thể liên hệ với em Tuyến ngay theo cái số điện thoại em để trên màn hình là 0584 413 623. Em Tuyến sẽ hỗ trợ cho mọi người xem xe, thử xe trực tiếp đấy, tại công ty, cũng như là tư vấn hỗ trợ về vay vốn ngân hàng. Đây, đây là phần hông xe phía bên bên tài đây. Thì bên đây chúng ta có thể thấy được là trang bị một cái bình hơi này, một cái bình xăng này, được thiết kế là bằng nhựa, rất là nhìn rất là đẹp nhé. Đó. Kế đến là phần ben, thì với cái xe tải ben qua 5 tấn này thì chúng ta được trang bị là ben bụng. Và chúng ta có thể thấy được là phần ben đây cực kỳ lớn luôn. Đó. Đấy, xe rất là lớn quý vị. Thiết kế rất là lớn. Ti ben loại lớn này. Đấy. Thùng 3 khối 9 là với cái ben này thì nó rất là thoải mái nhá, rất là khỏe. Đây là cái phần động cơ xe luôn này quý vị. Thì như em đã nói thì xe này được trang bị là động cơ Vân Nội. Đấy, Junay. Đó. Công nghệ Nhật Bản. Đấy, xe này thì nó có số khối là, xe này nó có cái dung tích xi lanh là 2.6 lít. Đó. Rất là tuyệt vời. Công suất của nó là 65 kW tương đương với khoảng 100 mã lực quý vị. 4 máy, 4 xi lanh và rơi vào là 2.6, gần 2.7 lít quý vị, 2.7 lít và có turbo tăng áp này, hệ thống turbo tăng áp bên đây nhé. Ngoài đây xe này có phần lốc lặn, máy lặn và hệ thống phun dầu common rail cao áp. Đó, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Mọi người thấy bây giờ mời mọi người lên cabin nào, thì là em sẽ nổ máy cho mọi người nghe nhé. Thì đây là trang bị trên cabin của xe tải ben chiến thắng 5 tấn này quý vị. Thì đối với xe tải ben thì chúng ta chỉ được trang bị phần cabin là hai ghế ngồi và ghế thì được bọc nỉ nệm rất là êm. Đó. Trên xe thì được trang bị đầy đủ các hệ thống tiện nghi giống như là kính cửa chỉnh điện này. Đây, quý vị, kính cửa chỉnh điện này. Đó. Máy lặn, hệ thống máy lặn này. Đó. Hệ thống máy lặn, hệ thống giải trí radio FM nghe nhạc này. Và chúng ta có thể thấy được vào bên đây chúng ta có các cái phần ben. Đó, như các hướng dẫn ở đây rất là dễ sử dụng nha quý vị. Đấy, bấm nút này là lên này, bấm nút này là hạ xuống chậm này. Đấy, bấm nút này là hạ xuống nhanh này. Đó. Ngoài ra chúng ta có thể chuyển hai tầng cầu nhanh chậm rùa thỏ này. Đấy, mọi người sẽ thấy chưa? Khi mà đi trong những cung đường xấu và trở tải nặng, hoặc là lên đường đèo rồi lên dốc, chúng ta có thể là sử dụng cái này để đóng khóa cầu nhanh cầu chậm này. Đó. Bên đây chúng ta có một phần khóa cắp để gài ti ben này. Đó. Đây là phần hộp số, thì xe này được trang bị hộp số 5 cấp, 5 số tiến và 1 số lùi. Đó. Thì chúng ta có thể thấy được là đây với một xe tải ben 5 tấn nhưng mà nó được thiết kế rất là gọn gàng. Đó. Rất là thuận tiện đi vào các cung đường gồ ghề vì được trang bị rất hệ thống khung gầm rất là chắc chắn. Bây giờ em sẽ nổ máy cái xe này lên nhé. Đấy, như em đã nói thì xe này được trang bị là động cơ Vân Nội. Đó. 2.7 lít 4 máy. Đó. Đấy. Em vừa nổ máy lên thì xe nổ máy cũng rất là êm. Và hiện tại thì em đang mở cửa sổ cho nên là kẹp đóng và cảm nhận như thế nào trên trong cabin nhé. Cũng rất là êm quý vị. Đấy, khi mà đóng cửa sổ vào trong đây cắt âm cắt nhiệt cũng rất là tốt. Kế đến là phần đây chúng ta đang nghe phần mà em đang bật máy lặn. Thì phải nói là cái phần máy lặn của xe tải ben chiến thắng này rất là mau lặn. Đấy. Phải nói là rất là sung sướng quý vị. Đấy. Ở đây chúng ta có thể thấy được là phần
Trên đồng hồ tablo chúng ta có thể thấy là đây là phần chỉnh rùa thỏ này. Đấy, đang là chọn chế độ rùa là tầng nhăn. Kế đến là trên đây chúng ta có thể thấy được này. Đây là phần khí hơi này, đang ở tích xăng này, đang ở giải vòng xăng là đủ hơi này quý vị. Đó. Hiển thị giờ, đồng hồ odo rồi chip quãng đường này. Các cái đồng hồ báo về tốc độ động cơ cũng như là tốc độ máy, tốc độ xe này. Rất là êm. Bây giờ em sẽ phải nói là xe này được trang bị đầy đủ. Bây giờ em sẽ thử ben cho mọi người xem nhé. Thì trước khi ben chúng ta phải đóng cóc được quý vị. Đó. Để đóng cóc khi mà nó tít thì mình là để đóng cóc. Và hiện tại thì xe em đang là ben nhé. Thì bây giờ em sẽ hạ ben. Thì để hạ ben chúng ta có thể thấy được là hai cái phần đây. Hạ ben đây. Hướng dẫn hạ ben này, S này slow là chậm này. Và hạ ben này. Thì trước khi hạ ben thì như em đã nói là chúng ta phải đóng cóc, đẹp côn. Và chúng ta muốn đóng thì chúng ta phải đóng chậm thì chúng ta phải đóng cả bấm cả hai cút. Đây quý vị. Bấm này. Đó. Sẽ thả côn nó từ từ. Đó, nhưng mà muốn hạ ben chậm thì chúng ta phải bấm hai nút đó, mọi người thấy không? Đây. Phần ben đang hạ rất là chậm và đây. Em đang bấm hai nút. Đó. Rất là chậm nhá. Đó. À, ben đang hạ xong này. Đấy, bây giờ chúng ta muốn ben lên thì chúng ta phải đạp côn nhé. Đạp côn. Giữ yên nút ben và thả côn ra từ từ này. Em đang thả côn ra từ từ này. Đó. Đây là các cái bước để tiến hành ben trên chiếc xe tải ben chiến thắng Wow 5 tấn. Rất là dễ sử dụng. Đó. Đây, em đang giữ nút ben đây. Đó, buông ra thì ben sẽ đứng lại nhé. Đó. Và nếu mà rẽ xong thì chúng ta hạ xuống thì chúng ta có thể đóng cọc. Đây, thì bây giờ em sẽ hạ xuống này. Đó. Đó. Đây. Đây. Đấy, em đang hạ xuống. Hạ và chậm. Đó. Đấy. Như vậy chúng ta đã kết thúc các cái bước ben trên chiếc xe tải ben. Sau khi chúng ta sẽ đóng cọc. Đấy. Thì vừa qua em đã giới thiệu cho mọi người rất là chi tiết về cái dòng xe tải ben chiến thắng Wow 5 tấn. Với cái số khối tải trọng là 4 tấn 98 nhé quý vị, được phép đi trong các cung đường cấm tải 5 tấn. Và xe này nó có cái thùng là 3 khối 9, sử dụng động cơ là 2.7 lít 4 máy và hệ thống phanh hơ rất là an toàn. Đấy, như vậy mọi người quan tâm với dòng xe ben này có thể liên hệ với em Tuấn ngay theo cái số điện thoại là 0584 413 623. Em Tuấn sẽ hỗ trợ cho mọi người xem xe, thử xe trực tiếp cũng như là hỗ trợ về trả góp vay vốn ngân hàng. Đấy. Xe bên công ty em có sẵn giao ngay với các dòng xe tải ben lớn nhỏ 2 tấn 4, 4 tấn, 5 tấn, 6 tấn, 7 tấn, ben chiến thắng 7 tấn 2 cầu. Đây, xe ben Trường Giang 3 chân, xe ben Trường Giang 8 tấn, đầy đủ các loại. Đấy, mọi người quan tâm thì alo em ngay, em sẽ hỗ trợ cho. Đến đây em xin chào mọi người và chúc mọi người một ngày làm việc thật là vui vẻ.